ra chiếc bánh kem này nó là chiếc bánh kem bình thường như mọi ngày mà chúng ta thường thấy như quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay, ngày cưới của cô dâu chú rể, nó sẽ mang trên mình một ý nghĩa rất là lớn. Trong nghi lễ này, họ sẽ cùng nhau thực hiện nghi lễ cắt chiếc bánh kem. À, chiếc bánh này là vỏ trắng ruột hồng, nó tượng nghĩa cho hương nồng tình yêu quý vị. Và bánh này chắc chứa bao điều tình trạng ý thiết muôn đời vị chung. Chúng ta sẽ cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể được mãi mãi hạnh phúc bên nhau.